quốc gia, quế là một loại gia vị được yêu thích. Với hương vị dễ chịu và mùi ấm, quế được dùng phổ biến trong nấu ăn, đặc biệt là trong các món bánh ngọt và cà ri mặn. Trong lịch sử, quế còn từng được giao dịch như một loại tiền tệ. Được chiết xuất từ vỏ bên trong của một loại cây nhỏ, vỏ được bóc ra và phơi nắng cho khô, cuộn lại thành từng cuộn được gọi là thanh quế. Quế cũng có sẵn ở dạng bột. Dưới đây là 5 lợi ích sức khỏe hàng đầu mà quế đem lại cho con người. Hỗ trợ phòng các bệnh do virus, vi khuẩn. Quế được cho là có nhiều đặc tính chữa bệnh và làm dịu tình trạng viêm, được sử dụng thường xuyên trong y học Trung Quốc. Mùi và hương vị đặc biệt của quế bắt nguồn từ tinh dầu có trong vỏ, được gọi là chống virus, vi khuẩn và nấm. Có thể hỗ trợ sức khỏe đường ruột. Gia vị như quế có đặc tính prebiotic, những vi khuẩn này có thể giúp khôi phục sự cân bằng của vi khuẩn trong ruột của bạn, hỗ trợ sức khỏe tiêu hóa. Có thể giúp kiểm soát huyết áp. Có một số bằng chứng cho thấy việc tiêu thụ quế có liên quan đến giảm huyết áp trong thời gian ngắn. Mặc dù bằng chứng là đáng hy vọng, nhưng vẫn còn là những bằng chứng sơ khai và cần nhiều thử nghiệm đối chứng ngẫu nhiên dài hạn hơn để kiểm chứng mối liên quan này. Giảm lượng đường trong máu và nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2. Quế nổi tiếng trong việc giúp kiểm soát lượng đường trong máu. Nó dường như thực hiện điều này bằng một số cơ chế khác nhau, bao gồm quản lý lượng glucose vào máu và bắt chước hormone quản lý lượng đường trong máu, insulin. Các thử nghiệm trên người đầy hứa hẹn cho thấy quế có thể có tác dụng vừa phải trong việc giảm lượng đường trong máu lúc đói ở những người mắc bệnh tiểu đường. Có thể có lợi cho não lão hóa. Các bệnh như Alzheimer thường gặp ở tuổi già do suy thoái dần dần của các tế bào não. Trong bệnh Alzheimer, sự tích tụ các mảnh protein trong não hoạt động bằng cách làm chậm suy nghĩ và ghi nhớ của một người. Quế có chứa hai hợp chất có thể ức chế sự hình thành của các protein này. Tuy nhiên, phần lớn bằng chứng này bắt nguồn từ các nghiên cứu trên động vật. Vì vậy, vẫn còn nhiều điều để chúng ta tìm hiểu về những ảnh hưởng của quế đối với não bộ con người. Đối với đa số mọi người, quế thường được công nhận là an toàn khi được tiêu thụ như một loại gia vị ẩm thực. Việc tiêu thụ không quá một muỗng cà phê quế mỗi ngày được coi là an toàn cho hầu hết người lớn. Với trẻ em thì lượng dùng nên ít hơn. Trong một số trường hợp hiếm hoi, một số người có thể bị viêm da tiếp xúc dị ứng. Cần nhớ rằng, nếu tiêu thụ với số lượng lớn, quế có thể xung khắc với thuốc được kê đơn, bao gồm cả thuốc điều trị bệnh tiểu đường, tim và gan.